Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay lại tiếp tục làm cái video cho những anh em nào nuôi cua sinh sản. Trước có đặt những cái câu hỏi rất là vui là tư vấn xem nuôi như thế nào để chim non này nó mau lớn này. Là cái thứ nhất là tránh tình trạng là nó bị sốc thức ăn chết. Sốc thức ăn chết là do nguyên nhân là do anh em cái loại lúc mà chim non á, anh em thường để đổ đổ lúa vô thì chim mẹ nó không có thức ăn gì khác ngoài lúa thì nó chỉ xúc lúa cho chim con ăn. Thì dẫn đến là nó bị đôi khi nó bị sốc. Sốc những hột lúa nó chết. Đó. Thì ở đây kinh nghiệm của ở chỗ shop nuôi thì thường nếu mà chim còn nhỏ còn nằm trong tổ. Chim non thì những cái ngày đầu đó shop sẽ đổ là cám cho ăn, cám gà cũng được hoặc là cám ba vì bịch 1 kg cũng được nha tất cả các anh em. Cám ba vì thì quá tốt rồi. Hương vị thơm ngon. Tiếp đến thì sau khi mà chim nó to to hơn một tí, có nghĩa là ga lông rồi giết rồi thì shop sẽ tiếp tục đổ cỏ thái vô cho chim nó ăn. Đó. Còn đến cái giai đoạn mà chim bắt đầu nhảy ra khỏi ổ như thế này, bắt đầu tập mổ thì shop sẽ bắt đầu chuyển qua cho nó ăn ngũ cốc. Như bắt đầu ngày hôm nay là bắt đầu chuyển qua cho ăn ngũ cốc này. Đây là chim cha nó bắt đầu hút ngũ cốc về cho để mớm cho chim con này. Đó thì trong cái quá trình mình đổ ngũ cốc như thế này á, thì con chim cha và con chim mẹ ăn thì sẽ kích thích con chim con cái tính tò mò và nó sẽ học theo để nó ăn. Đó, ở cái giai đoạn này chúng ta đổ nhiều ngũ cốc, nó bao gồm nhiều loại hạt như thế này á, thì nó sẽ chim non lớn lên nó sẽ biết ăn đủ thứ loại hạt. Đó, do đó cái lúc mà chúng ta tách ra nuôi lẻ, nuôi riêng á, thì nó rất dễ chăm sóc. Còn nếu mà trong cái giai đoạn này mà chúng ta chỉ đổ lúa với đổ cỏ thái thôi thì sau này lớn lên con chim con nó cũng nuôi nó cũng rất là khó anh em, bởi vì nó chỉ biết ăn lúa với lại cỏ thái, bỏ những cái hộp khác vô hầu như nó cứ bư riết, rất là khó nuôi và rất là khó căn. Khi mà chúng ta đổ ngũ cốc vô ở giai đoạn này thì chim bố mẹ ăn cái gì thì nó sẽ bắt đầu học theo ăn cái đó rất là nhanh. Đó, rất là tốt cho hệ tiêu hóa của nó cũng như là những cái loại hạt sẽ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng ha. Cặp này là cũng hên rồi, anh em ra được cặp này là như thế này thì 80% thì chúng ta sẽ có những cặp là trống với máy, còn 10% còn lại là hai máy hết và 10% còn lại sẽ là hai trống hết, chứ còn không có ai nói là một cặp chim đẻ ra nó sẽ là 100% là trống hết và 100% là máy hết nha tất cả chứ này. Nhưng mà thông thường 80% sẽ là một con trống một con máy, 10% còn lại là máy hết, 10% còn lại là trống hết. Rồi, chúc anh em xem video được nhiều sức khỏe ha.